Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, văn hóa thờ cúng luôn là nét đẹp truyền thống từ ngàn đời xưa của dân tộc Việt Nam, được lưu giữ bảo tồn đến thế hệ ngày nay. Thông thường trên bàn thờ gia tiên hay ban thờ thần tài, bàn thờ Phật sẽ được bày biện bát hương, hoa quả thờ cúng. Bên cạnh đó, các ly nước trên bàn thờ cũng là vật không thể thiếu. Với quan niệm âm sao dương vậy, kỷ nước thờ trên bàn thờ gia tiên thường để 3 hoặc 5 ly nước. Vậy khi nào để 3 và khi nào để 5 ly? Để giải đáp thắc mắc này, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay nhé. Thứ nhất là ý nghĩa của số lượng chén nước trên kỷ nước thờ. Kỷ nước là bộ chén nước thờ cúng, vật phẩm cơ bản nhưng không thể thiếu ở bất kỳ ban thờ nào. Khác với hũ nước, muối, gạo, kỷ nước thường được đi theo bộ 3 ly hoặc 5 ly. Với 3 ly trên kỷ nước thờ, thể hiện tấm lòng thành tâm của người âm dâng lên cho thần linh tổ tiên. Theo thứ tự gia tiên cùng bà cô ông mãnh ở hai bên, ly giữa dâng thần. 3 ly nước còn mang ý nghĩa đặc biệt, tưởng nhớ đạo làm con. Khi cha mẹ mất, con cái để tang 3 năm, và tương ứng với các câu thành ngữ tục ngữ sâu xa các cụ để lại: ba chìm bảy nổi, ba đời bảy họ, nhớ ơn ba đời tổ tiên ông cha. Với 5 ly trên kỷ nước thờ, đại diện tổ tiên bà cô ông mãnh được đặt hai bên, 3 ly ở giữa là sự thành tâm của gia chủ đối với các vị thần linh. Đất trời có 5 ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Con số 5 trong thờ cúng cũng vì vậy mà thêm phần ý nghĩa. Trong thờ cúng, 5 ngũ cung được thể hiện qua hương, đăng, trà, hoa, quả, thể hiện sự trọn vẹn dâng lên tổ tiên thần linh. Cùng có chung ý nghĩa tâm linh vì sao có nhà chọn thờ kỷ nước 3 ly, lại có nhà thờ kỷ nước 5 ly. Điều này còn tùy thuộc vào diện tích bàn thờ mỗi gia đình. Bàn thờ có diện tích lớn nên sử dụng kỷ nước 5 ly. Nếu diện tích khiêm tốn thì bộ kỷ thờ 3 ly cũng rất hợp lý. Ngoài ra, việc chọn con số 3 và số 5 trong thờ cúng đều mang ý nghĩa tốt đẹp. Số lẻ tượng trưng cho phần âm chỉ về đất, số chẵn tượng trưng cho phần dương, tượng trưng cho trời. Ông bà ta xưa nay đều quan niệm dương cúng cho âm. Trên bàn thờ, các vật lễ cũng sẽ được lựa chọn đồ lẻ. Việc thờ kỷ nước trên bàn thờ gia tiên cũng như vậy. Kỷ nước trên bàn thờ thường được đựng nước hoặc rượu đặt lên bàn thờ. Các ly nước được đặt ngay ngắn vào kỷ ngai, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự vững chắc bền lâu. Cầu mong sự soi sáng, tổ tiên phù hộ độ trì cho toàn thành viên trong gia đình. Nước là yếu tố quan trọng giúp vạn vật sinh sôi phát triển. Quan điểm thờ cúng xưa nay của người Việt về trần sao âm vậy đã được ăn sâu vào tiềm thức. Dâng kỷ nước lên bàn thờ gia tiên thể hiện lòng biết ơn, tôn kính của con cháu với ông bà tổ tiên cùng thần linh giữ nhà. Các bộ kỷ nước trên bàn thờ gia tiên ngày nay được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, nhưng có lẽ chất gốm sứ là sản phẩm được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất. Đồ thờ gốm sứ có linh tính cao, hội tụ đầy đủ 5 yếu tố ngũ hành, tinh hoa, đất trời. Thứ hai, trên bàn thờ nên đặt 3 ly nước hay 5 ly nước mới đúng. Khi quan sát những trang thờ để cúng bái, chúng ta lại thấy được những điểm khác nhau rõ rệt. Đó là có nhà lại đặt chỉ có 3 ly nước, nhưng có nhà lại đặt tận 5 ly nước. Đó là vì đối với những gia đình có trang thờ với diện tích rộng sẽ đặt kỷ ly gồm 5 ly nước. Nhưng trong đó 3 ly nước ở giữa có ý nghĩa tượng trưng cho các vị thần linh để bày tỏ lòng thành kính. Còn 2 ly nước phía ngoài sẽ dùng để dâng cho ông bà tổ tiên, thể hiện sự tôn trọng, thương nhớ. Bên cạnh đó, cũng tương tự như các gia đình đặt 5 ly nước, thì việc đặt 3 ly nước cũng có ý nghĩa tương đồng. Ly nước ở chính giữa là thể hiện sự sùng bái và linh thiêng dành cho các vị thần linh. Còn 2 ly bên cạnh dùng để dâng lên cho ông bà, dòng họ, những người đã khuất để bày tỏ sự tôn kính. Vậy nên việc đặt 3 hoặc 5 ly nước trên bàn thờ không liên quan gì đến những điều kiêng kỵ trong giới tâm linh, mà phải dựa vào diện tích của bàn thờ và cách sắp xếp của gia chủ nữa nhé. Thứ ba đó là cách lựa chọn kỷ chén thờ đúng chuẩn và chất lượng. Với những ý nghĩa bộ kỷ chén trên bàn thờ mà chúng mang lại, thì bạn cũng biết tầm quan trọng của chúng như thế nào. Hiện nay trên thị trường, kỷ chén được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như gốm sứ, kim loại, gỗ. Nhưng kỷ chén bằng gốm sứ vẫn được các chuyên gia phong thủy tin dùng nhất. Kỷ chén bằng gốm sứ được sản xuất với nhiều kích thước, kiểu dáng, màu sắc, hoa văn và màu men khác nhau. Tùy vào sở thích và điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, gia chủ có thể lựa chọn mẫu phù hợp với không gian thờ của mình. Vâng, quý vị thân mến, tổng thờ cúng tổ tiên đóng vai trò là cầu nối giữa người sống và người chết, giữa thế giới trần tục và tâm linh. Người Việt Nam tin rằng cuộc sống vẫn tiếp tục sau khi chết và tổ tiên của chúng ta sẽ chăm sóc và phù hộ cho chúng ta trong suốt cuộc đời của họ. Chính vì ý nghĩa linh thiêng này nên khi bài trí bàn thờ, bên cạnh việc sắp xếp kỷ nước đúng cách, gia chủ cũng nên lưu ý một số nguyên tắc sau. Thứ nhất, trên bàn thờ gia tiên đúng phong thủy cần có những gì? Mục đích sử dụng bàn thờ là dùng để thờ cúng nên về cơ bản không cần phải quá cầu kỳ. Chủ yếu vẫn là phụ thuộc vào quan niệm, điều kiện của mỗi gia đình cũng như phong tục của mỗi vùng miền. Theo quan điểm phong thủy, một bàn thờ đúng chuẩn ít nhiều cần phải có 4 món đồ, đó là bát hương hay còn gọi là bát nhang, 3 chén nước, đồ cúng ăn được và hương đốt. Đối với những gia đình có điều kiện hoặc chăm chút hơn cho ông bà, ông bài, thì bàn thờ gia tiên đúng phong thủy cần phải đảm bảo có đầy đủ những món vật dụng sau đây: bàn thờ gia tiên, khám thờ, ngai thờ, ảnh thờ, đèn thái cực, đèn lưỡng nghi, bát hương, hương đốt, mâm trái cây, lọ hoa, bộ đỉnh hương, 3 chén nước nhỏ, hoành phi, câu đối. Đây là những vật dụng trang trí bàn thờ đúng chuẩn nhất. Tuy nhiên, nếu gia đình bạn không có phòng thờ riêng thì có thể cân nhắc lược bỏ câu đối và hoành phi để không gian trở nên thanh thoát hơn nhé. Thứ hai đó là cách bài trí bàn thờ gia tiên. Trên thực tế, bàn thờ tổ tiên nên được đặt trong phòng riêng để hạn chế sự tác động đến những không gian khác. Phía sau bàn thờ cần là bức tường vững chãi, không nên dựa vào cửa sổ hoặc tường kính. Đặc biệt nếu bàn thờ đối diện cửa ra vào và thỏa mãn các điều kiện về hướng và phương vị thì sẽ cực kỳ tốt cho phong thủy. Bên cạnh đó, không gian thờ gia tiên cần đảm bảo sự tôn nghiêm, yên tĩnh. Bạn có thể lựa chọn sơn các màu thâm trầm, chủ đạo như là vàng kem, nâu, màu gỗ. Đồng thời tránh đặt bàn thờ dựa lưng hoặc hướng đối diện nhà, phòng vệ sinh, không đặt bàn thờ nhìn ra hướng ngũ quỷ. Thứ ba đó là cách bài trí khám thờ và ngai thờ. Với những gia đình có truyền thống gia phả lâu đời, khám thờ có vai trò đặc biệt quan trọng. Khám trong bàn thờ gia tiên được đặt trong cùng, sát tường và làm bằng gỗ trang trí hoa văn cầu kỳ. Còn với ngai thờ, đây là phần thay thế cho khám thờ. Ngai thờ tổ tiên có kích thước nhỏ gọn nên bên trong gia chủ chỉ cần đặt bài vị tượng trưng cho tổ tiên. Thứ tư đó là cách bài trí bát hương. Trên bàn thờ gia tiên có thể thiếu nhiều thứ, nhưng bát hương là vật dụng không thể bỏ qua. Bát hương dùng để cắm nhang, cúng bái trước khi hành lễ và cầu khấn. Theo quan điểm phong thủy, số lượng bát hương phải là số lẻ, và tại Việt Nam phổ biến nhất vẫn là 3 bát hương. Tuy nhiên, một số gia đình có diện tích nhỏ, bàn thờ diện tích hẹp thì có thể chỉ cần 1 bát hương. Và thứ năm đó là cách bài trí đèn thái cực, đèn lưỡng nghi. Đèn thái cực là vật dụng được đặt ở chính giữa bàn thờ gia tiên, ngay phía dưới chân khám thờ. Theo đó, để đúng phong thủy thì đèn thái cực cần phải luôn được thắp sáng trong phòng thờ. Ngày nay, loại đèn thái cực bằng điện được ưa chuộng hơn loại đèn thái cực hoạt động bằng dầu. Còn đối với đèn lưỡng nghi, đây là cặp chân nến thắp sáng và tạo nhiệt lượng, sự ấm cúng cho bàn thờ. Quan điểm dân gian thường nói, thái cực sinh lưỡng nghi. Do đó, đèn lưỡng nghi là vật cần phải có nếu bạn dùng đèn thái cực. Theo đó, đèn lưỡng nghi thường được đặt ở hai bên góc ngoài bàn thờ tổ tiên, tượng trưng cho ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Thờ cúng tổ tiên là một loạt các nghi lễ nhằm bày tỏ lòng thành kính, sự tưởng nhớ và biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành và tạo dựng nên sự sống cho chúng ta. Trên đây là những chia sẻ về bàn thờ gia tiên và một số điều gia chủ cần biết để tránh phạm phải đại kỷ. Hy vọng những lưu ý về cách bài trí này sẽ giúp ích cho quý vị, qua đó mang đến những bình an, tài lộc và may mắn cho gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.